Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 91. Ở cuối tập trước, sau khi Vương Trác và Vương Lâm ánh mắt sững lại, thân hình hắn khẽ động lao xuống nhanh như sấm đánh. Bộ dạng của Vương Trác mặc dù thoạt nhìn như một lão già tang thương nhưng Vương Lâm liếc mắt một cái vẫn nhận ra hắn. Trong lòng Vương Trác dâng lên từng trận bi ai. Dọc đường, hơn 10 người bọn họ đã chết hơn một nửa. Chiến đấu như vậy, ở trong mấy năm nay gần như mỗi ngày hắn đều có thể gặp phải. Một đường đi xuống, bóng ma tử vong càng ngày càng đậm. Mấy tu chân quốc xung quanh đã lần lượt tiêu vong, hoặc là diệt quốc, hoặc là biến thành nước phụ thuộc tiên di tộc. Tam cấp tu chân quốc cũng không phải chiến trường chính của tiên di tộc. Chẳng qua chỉ là nơi bọn họ bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu cho tộc nhân bậc thấp mà thôi. Chu Tước quốc đối với tam cấp tu chân quốc cũng không quá để ý, chỉ phái ra một ít tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nhưng theo sự kéo dài của trận chiến, cuối cùng Chu Tước quốc rút ra toàn bộ sứ giả ở tam cấp tu chân quốc, chính thức bỏ qua bọn họ. Ở trong mắt Chu Tước quốc, tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trong trận chiến này thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Vương Trác cười thảm nhìn một người đồng môn bên cạnh lại bỏ mình. Nhìn bốn người, đối phương tu vi rõ ràng đều tương đương với kết đan hậu kỳ. Nhưng lại không trực tiếp xuất sát chiêu mà một đường truy đuổi với thái độ đủ cợt. Đúng lúc này, đột nhiên từ chân trời phương xa xoẹt qua một đạo lưu tinh, trên đó tản mát ra từng trận khí tức khó có thể tưởng tượng. Bốn tên tiên di tộc kia thất kinh lập tức nhìn lại. Gần như trong nháy mắt lưu tinh kia biến mất, một người mặc đồ trắng tóc dài phiêu tán, chỉ vài bước đã từ phía xa đến trước mắt. Bốn người tiên di tộc lập tức sắc mặt đại biến, bốn người bọn họ lập tức nhận thấy được. Trên người nam tử áo trắng này có một cỗ khí tức khiến bọn họ cảm giác run rẩy. Khí tức này chỉ có thật chú sư trên thất diệp trong tộc mới có thể có được. Anh biến, một người trong bốn người tiên di tộc run rẩy nói. Hắn kinh hô một tiếng, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, ba người kia đều theo sát sau đó. Vương Lâm ánh mắt lạnh như băng, tay phải vỗ túi chữ vật, văn thú bay ra, không đợi Vương Lâm phân phó. Lập tức rít gào một tiếng nhanh như tia chớp đuổi theo bốn người. Từng trận kêu thảm thiết vọng lại, bốn người lập tức chết thảm trở thành mỹ thực của văn thú. Cảnh tượng này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức khiến đám người Vương Trác trợn mắt há mồm. Vương Lâm xoay người, nhìn Vương Trác, khẽ cười nói. Vương Trác, ngươi nhận ra ta không? Tiền bối, người, ngài là... Vương Trác ngẩn người một chút. Lập tức nhận ra Vương Lâm chính là người hóa thần ở Hàng Nhạc Sơn trước đây. Vương Lâm lắc đầu, nói. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi đã tới kết đan hậu kỳ. Mà thôi, ta giúp ngươi một lần, giúp ngươi kết anh. Nói xong, tay phải Vương Lâm khẽ động, cách không đặt tại mi tâm của Vương Trác. Phong ấn trong đầu Vương Trác lập tức bị đánh tan. Ký ức của kiếp trước giống như hồng thủy bao phủ hắn. Hắn thân mình nhoáng lên, dường như đột nhiên trở lại thời quá khứ. Vương Lâm lãnh đạm nhìn qua mấy người đồng môn của Vương Trác. Những người này tu vi toàn bộ đều là kết đan sơ kỳ, chỉ có một người kết đan hậu kỳ. Ở trong cơ thể người này có một linh chủng năm đó Vương Lâm lưu lại. Các ngươi muốn đi nơi nào? Vương Lâm hỏi. Người có linh chủng là một lão giả. Hắn ở dưới ánh mắt của Vương Lâm, thân mình lập tức run rẩy, vội vàng nói. Hơn 10 người vãn bối phụng mệnh đi tương trợ nước láng giềng. Đáng tiếc nước láng giềng không địch lại tiên di tộc, đã rơi vào trong tay giặc. Chúng ta một đường giết về, chuẩn bị chạy về Triệu Quốc. Vương Lâm tay phải vỗ túi chữ vật, một quả ngọc giản xuất hiện trong tay, lưu lại một tia ý cảnh rồi đưa cho lão già kia, bình thản nói. Cầm lấy vật này, có thể đảm bảo các ngươi trở về Triệu Quốc bình an, đi đi. Lão già như lấy được chí bảo, kích động liên tục vâng dạ. Ở trong mắt hắn vật ấy chính là tính mệnh. Vương Lâm tay phải vung lên, cách không bắt lấy Vương Trác, chợt lóe một cái đã biến mất tại chỗ. Lão già hít sâu một hơi, hướng về chỗ Vương Lâm vừa biến mất cung kính bái lại. Một bái này, hắn là thành tâm thành ý, không có nửa điểm tạp niệm. Sư thúc, vị tiền bối kia là ai? Một trung niên nam tử bên cạnh thật cẩn thận hỏi. Lão giả mắt lộ vẻ hồi ức, hạ giọng nói. Là người Triệu Quốc ta, một tu sĩ hóa thần kỳ duy nhất. Tu sĩ hóa thần kỳ, hắn là người Triệu Quốc. Trung niên nam tử kia hít một hơi lãnh khí. Ha ha, tên của hắn ngươi hẳn là nghe nói qua. Lão giả thân mình vừa động bay về phương xa. Còn lại mấy người đồng môn lập tức đuổi theo. Vương Lâm, tên của hắn gọi là Vương Lâm. Hai chữ Vương Lâm vừa ra, kể cả mấy người đồng môn của đại hán kia ở bên trong nhất thời thân thể run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Ở Triệu Quốc tu chân giới, cái tên Vương Lâm này đại biểu cho sát khí ngập trời, là đại biểu cho một hồi hạo kiếp ngày trước. Một ngày đó, máu chảy thành sông, mặt đất Triệu Quốc bị máu tươi nhiễm hồng. Những thứ này khiến tất cả mọi người không thể quên. Cho đến ngày nay, hạo kiếp đằng ra năm đó vẫn đang truyền lưu ở Triệu Quốc tu chân giới, luôn luôn được khắc sâu ở trong lòng mọi người. Thậm chí đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Ở trên một ngọn núi, Vương Trác chậm rãi tỉnh lại. Trong nháy mắt hắn mở hai mắt, lộ ra một tia mờ mịt này chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng, ánh mắt hắn bình thản trở lại, nhìn bóng dáng màu trắng bên cạnh đứng thẳng trong gió. Vương Lâm,
Một thanh âm chua xót từ trong miệng Vương Trác truyền ra. Vương Trác. Vương Lâm xoay người mỉm cười nhìn lại. Vương Trác nhìn Vương Lâm, ký ức kiếp trước cứ quẩn quanh trong đầu hắn. Cuối cùng ngừng lại ở thời điểm thê tử của chết đi trong lòng mình, sau đó than nhẹ một tiếng. Cảm ơn. Vương Lâm lắc đầu nói. Vương gia nhà ta ngày xưa giờ chỉ còn lại mỗi ta và ngươi, cần gì nói cảm ơn. Ngươi, tu vi của ngươi giờ đạt tới đâu rồi, có phải là đã? Anh biến rồi. Vương Trác do dự một chút, nói. Anh biến thì chưa. Vương Lâm nhìn về phía xa. Thời gian trôi mau, thoáng một cái đã qua bao nhiêu năm, ta tới giờ vẫn còn nhớ rõ ngày đó ở Hằng Nhạc phái, ta và ngươi. Ôi! Vương Trác than khẽ. Vương Trác, mấy năm gần đây trên Chu Tước Tinh đã xảy ra chuyện gì, tiên di tộc vì sao lại xuất hiện? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hỏi. Vương Trác sửng sốt nói. Ngươi không biết sao? Vương Lâm lắc đầu, nói. Gần 7 năm nay ta không ở Chu Tước Tinh. Vương Trác trong lòng chấn động. Vương Lâm nói hời hợt như vậy, nhưng vào tai hắn nghe như sấm động bên tai. Không ở Chu Tước Tinh, tu vi của Vương Lâm đã có thể đạp phá hư không? Vương Trác hít sâu một hơi, đem mọi chuyện gần đây mà hắn biết nói ra toàn bộ. Ánh mắt Vương Lâm thủy chung vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nổi sóng. Tiên di tộc xâm lấn, cơ hồ toàn bộ tu chân quốc cấp 3 đã bị chiếm đóng. Tu chân quốc cấp 4 khó giữ nổi, Chu Tước Tinh toàn lực chống cự, nhưng vẫn liên tiếp bị đẩy lùi. Thi Âm Tông ra mặt toàn lực trợ giúp tiên di tộc. Tu chân quốc cấp 4 có 5 nước lần lượt phản bội. Cả Chu Tước Tinh đã bị tiên di tộc chiếm một nửa. Nghe đồn tiên di tộc năm đó đưa ra 9 người, giờ đã có 5 người bại lộ thân phận. Còn lại 4 người chưa ai phát hiện ra, chỉ biết là họ nhất định có địa vị cực cao trong tu chân quốc cấp 5. Vương Trác chậm rãi nói. Vương Lâm trầm mặc. Hắn không thể ngờ được, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi lại có thể xảy ra biến cố trọng đại như vậy. Luyện Hồn Tông. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn muốn lập tức trở về Luyện Hồn Tông, xem trong Luyện Hồn Tông có xảy ra biến cố gì hay không. Phần lớn những chuyện Vương Trác biết đều là nghe đồn, cũng không rõ ràng lắm, do đó cũng không biết tin tức gì của Luyện Hồn Tông. Vương Lâm, ngươi có thể quay về Triệu Quốc một chuyến, giải nguy cho Triệu Quốc. Vương Trác trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Hơn nữa Vương gia chúng ta vẫn còn có hậu nhân, những năm gần đây ta vẫn âm thầm chiếu cố. Hy vọng trong trận chiến này, phàm nhân sẽ không bị liên lụy. Chẳng qua ta lúc đi trợ chiến ở nước láng giềng, có nghe nói tiên di tộc đi khắp nơi tìm kiếm những đứa trẻ có linh căn. Ta lo lắng hậu nhân nhà ta nếu có người có linh căn sẽ bị tiên di tộc chú ý. Đáng tiếc ta đã nhiều năm không trở về, không biết là có người nào có linh căn hay không. Triệu Quốc ở Chu Tước Tinh, trong đêm mưa như chút. Ngoài đô thành ở nhân gian Triệu Quốc, một chiếc xe ngựa đang phóng nhanh đi. Giá, á. Một đại hán đầu chọc ngồi trên xe ngựa, chiếc roi trong tay quất mạnh, quát to. Vẻ mặt hắn lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau. Con ngựa bị roi quất đau đớn, hí dài một tiếng, tốc độ tăng hẳn lên. Mẫu thân, chúng ta phải đi đâu? Từ trong xe truyền ra tiếng nói non nớt của trẻ con. Mẫu thân mang con tới nhà thờ tổ. Ở chỗ đó Ngọc Nhi mới có thể được an toàn. Một tiếng nói ôn nhu êm tai trả lời đứa bé, trong tiếng nói này cũng mang theo sự lo lắng. Mẫu thân, hôm qua, con cũng tam hoàng tử đọc sách, hắn nói với con, Triệu Quốc đang rất nguy cấp. Hình như có tiên nhân đánh nhau. Mẫu thân, chuyện này là sao? Đứa bé tên Ngọc Nhi lại hỏi. Ngọc Nhi, con nghỉ ngơi đi, không nên hỏi nhiều nữa. Bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói hùng hậu của nam tử. Bên trong chiếc xe có 3 người, 2 vợ chồng và 1 đứa bé. Nữ tử mặc cung trang, nhan sắc động lòng người, khóe miệng còn có một nốt ruồi mỹ nhân, trông càng quyến rũ. Nam tử thân mặc mãng bào, tướng mạo uy nghiêm, không giận mà uy, hiển nhiên là cỗ khí chất có được do nhiều năm ở vị trí cao. Y phục quan lại có thêu hình con vật giống rồng, chỉ kém rồng có cái vuốt. Về đứa bé nọ tầm 6-7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, da dẻ trắng trẻo như ngọc, cực kỳ đáng yêu. Bên trong xe ngựa lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng đại hán đầu chọc đang đánh xe thúc ngựa bên ngoài và tiếng mưa rơi lên mái lộp bộp. Ngọc Nhi nhu thuận dạ một tiếng, dường như đã mệt, dựa vào lòng nữ tử dần dần chìm vào giấc ngủ. Vương gia, Ngọc Nhi nó. Vành mắt nữ tử trong xe ngựa đỏ lên, không thốt lên lời. Nam tử than nhẹ, chậm rãi nói. Tiên nhân trong kinh thành cũng đã rời đi, trở lại môn phái nghênh chiến. Lần này xâm lấn Triệu Quốc là mấy vị dị tộc cường đại. Hiện giờ tiên nhân Triệu Quốc đã bại trận, toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Nữ tử lau khóe mắt, nhìn đứa trẻ trong lòng, nhẹ giọng nói. Những người đó vì sao lại muốn tìm kiếm trẻ nhỏ quanh vùng? Nam tử hít sâu một hơi, cười khổ nói. Đêm hôm qua ta mật đàm cùng hoàng thượng mới biết những người này muốn tìm những đứa trẻ có tư chất. Sợ rằng họ có mưu đồ lớn hơn. Ôi, nếu tằng tổ còn sống thì tốt rồi. Nữ tử kia ánh mắt sáng lên, nói. Tằng tổ chính là kỳ nhân, mấy vị cung phụng khi nhìn thấy người đều phải cung kính. Đáng tiếc, lúc này cũng không tìm thấy lão nhân ra người. Tằng tổ lúc này sợ là cũng rất khó chiếu cố đến chúng ta. Tông phái của người cũng bị người dị tộc này xâm lấn. Hiện tại hết thảy hy vọng chỉ có nhà tổ.
Nam tử thở dài, ánh mắt dừng ở trên người hài tử bên cạnh. Trong thành, đã có 3 hài tử bị người dị tộc mang đi, sinh tử chưa biết. Ngọc Nhi là ca ca. May mà nam tử quyền thế ngập trời, lần này mới có thể mang hài tử chạy ra. Vương gia, tổ trạch kia rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì? Nữ tử nhìn hài tử ngủ say, nhẹ giọng nói. Nam tử trầm mặc giây lát, lắc đầu nói. Ta cũng không biết tổ trạch có gì thần kỳ. Trên di huấn của tổ tiên lưu lại từng nói. Nếu vương thức nhất tộc ta gặp phải tai ương diệt tộc, có thể tiến vào tổ trạch, lấy máu huyết của bổn tộc mở ra một vật phẩm, từ đó có thể giữ được tộc. Nữ tử kia ngẩn người, nàng và đối phương đã kết duyên phu thê nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua việc này. Nghe nói, trước kia, khi vương gia ta chưa vào kinh thành, từng xuất hiện một tiên nhân cường đại hơn vô số lần so với tàng tổ. Tiên nhân kia pháp lực thông thiên, không ai có thể kháng cự. Trong tổ trạch kia có vật năm đó người lưu lại. Trong mắt nam tử lóe lên sáng ngời. So với tàng tổ còn cường đại hơn. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ khó có thể tin, nói. Vị tổ tiên này hiện tại có thể còn sống không? Nam tử trầm ngâm một chút, không quá khẳng định nói. Tàng tổ cũng có thể sống gần 200 năm. Nghĩ tới vị tổ tiên kia, thời gian sống sẽ dài hơn, hiện tại hẳn là còn khỏe mạnh. Nữ tử ánh mắt sáng ngời, gấp rút hỏi. Nếu vị tổ tiên này có thể trợ giúp chúng ta, vậy Ngọc Nhi an toàn rồi. Nam tử lắc đầu cười khổ, nói. Đây chỉ là tin đồn, không biết thật giả. Trên thực tế rốt cuộc có người này hay không, cũng không ai biết. Tuy nhiên nam tử chần chừ một lát. Làm sao vậy? Nữ tử vội vàng hỏi. Tuy nhiên theo điển tịch của vương gia ta ghi lại, Triệu Quốc 200 năm trước, bất kể là thế giới của tiên nhân hay là trong phàm nhân chúng ta, có một gia tộc khổng lồ tồn tại, gia tộc này họ Đằng. Đằng gia này, nghe nói ở thời điểm ấy, tất cả tiên nhân đều phải nghe lệnh. Trong phàm nhân hoàng đế nhìn thấy một tộc nhân của bọn họ đều phải cúi đầu thi lễ. Đằng gia này vốn là kẻ địch của vương gia ta. Thanh âm của nam tử quanh quẩn bên trong xe ngựa. Sau đó, trong một đêm, Đằng gia bị người diệt tộc, người trong tộc toàn bộ tử vong. Nghe nói, người diệt Đằng gia nhất tộc chính là vị tổ tiên kia. Tốc độ của xe ngựa cực nhanh, sau 3 ngày đã đi đến một trang viên. Trang viên không lớn, 200 năm trước vẫn là một thôn xóm. Sau đó được vương gia mua lại, cai tạo lại 4 xung quanh, trở thành bộ dạng như hiện tại. Sau khi xe ngựa dừng lại, đại hán đầu chọc kia mang theo vẻ mệt mỏi nhảy từ trên xe ngựa xuống, mở cửa xe, cung kính nói. Vương gia, tới rồi. Nam tử xuống xe, liếc mắt nhìn trang viên, trên mặt lộ vẻ hồi ức, hạ giọng nói. Bổn vương khi còn trẻ từng đi theo phụ thân tới ở đây hơn 1 năm. Thoáng cái đã qua 30 năm, nơi này không có gì thay đổi. Nữ tử sau khi theo hắn xuống xe ngựa, Ngọc Nhi cũng mở to hai mắt, tò mò nhìn trang viên. Đi theo ta. Nam tử trầm giọng nói, đi về phía trước. Trong trang viên cũng không có tạp dịch, lúc này chỉ có một số lão nhân ngoài hoa giáp đi ra nghênh đón. Những lão nhân này toàn bộ đều là những người mấy đời cúc cung tận tụy vì vương gia. Bọn họ tất cả tuy rằng tóc đã hoa râm song hai mắt vẫn sáng ngời hữu thần. Một cái nhìn liền có thể khiến nội tâm người khác run lên. Đại hán đầu chọc kia chính là như thế. Hắn nhìn thấy mấy lão nhân này, nội tâm không ngừng kinh hãi. Ở trong mắt hắn, nơi này tùy tiện một người ra tay đều có thể một chiêu khiến hắn phải chịu thua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tập trung vào một lão giả trong đó. Hơn nữa khi nhìn trên tay đối phương vài lần, nội tâm ngẩn ra, hắn biết thân phận của lão giả này. Đối phương chính là đệ nhất cao thủ đỉnh cấp một thời trong chốn võ lâm 20 năm trước. Nam tử mặc mãng bào không nói hai lời, dẫn mấy người mang theo thê nhi trực tiếp tiến vào chỗ sâu bên trong trang viên. Ở bên trong có một gian phòng bình thường. Cha, đây là tổ trạch của nhà chúng ta sao? Ngọc Nhi tò mò hỏi. Nam tử gật gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên từ phía xa truyền đến một hồi tiếng sấm. Ngay sau đó hai nam tử trên thân thể có một số vị trí họa đầy phù văn đột nhiên xuất hiện ở phía trên trang viên. Một người trong đó ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua mấy người dưới lòng đất, bình thản nói. Chạy trốn cũng rất nhanh. Nam tử sắc mặt đại biến, lập tức che ở trước mặt thê nhi, nhìn hai người kia, chua xót nói. Hai vị tiên trưởng, các người và những người đó là chuyện của tiên nhân, cùng phàm nhân chúng ta vô can. Cần gì làm khó chúng ta? Những lão giả xung quanh tất cả ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm hai người trên không. Người kia ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử một cái, không nói hai lời, tay phải cách không chụp một cái. Mục đích hắn tới đây chính là vì hài tử có linh căn kia. Đúng lúc này, những lão nhân xung quanh đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời che trước người nam tử. Chỉ có điều thân thể huyết nhục của bọn họ rõ ràng không thể chống cự. Chỉ nghe mấy tiếng bịch bịch tức thì toàn bộ hộc máu, thân mình bị ném về bốn phía. Nam tử sắc mặt đại biến, không nói hai lời kéo thê nhi nhanh chóng lui lại phía sau, tiến vào tổ trạch. Sau khi tiến vào tổ trạch, trên mặt nam tử toát ra mồ hôi lạnh, hắn hai mắt đỏ bừng. Ở trên một bài vị phía trước ấn một cái, lập tức xuất hiện một ngăn bí mật, hắn lập tức cắn đầu lưỡi, lấy máu tươi vẽ một phù hiệu lên cái ngăn. Phù hiệu này là vật mỗi một người thừa kế gia tộc trong một khắc khi trở thành gia chủ phải bắt buộc ghi nhớ ở trong lòng.
Đúng lúc này, bên ngoài tổ trạch vang lên một tiếng nổ, chỉ thấy vô số mảnh tường vỡ hóa thành tro bụi. Người có ánh mắt thâm trầm kia bước chân tiến tới. Nữ tử và hài tử đứng ở phía sau, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này, nơi nam tử mặc mãng bào vẽ phù hiệu đột nhiên lóe ra tử mang kỳ dị. Nháy mắt một khối ngọc thạch từ trong ngăn bí mật bay ra. Một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức bao phủ bốn phía. Người có ánh mắt âm trầm kia lập tức biến sắc. Hắn lui về phía sau mấy bước, ánh mắt vẻ không thể tin nổi. Tên đồng bọn ở bên ngoài cũng cảm giác được lực lượng kỳ dị này đang muốn đi vào xem xét. Đúng lúc này, ngọc thạch đột nhiên lóe lên. Người có ánh mắt âm trầm lập tức kêu thảm một tiếng, gân xanh toàn thân nổi lên, không nói hai lời nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng hốt sợ hãi. Ở phía trên khối ngọc giản kia hắn cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt. Cường độ của cỗ khí tức này cho dù là một số tứ diệp thuật chú sư đều không thể địch nổi. Đợi sau khi ngọc giản mở ra với tu vi của người này chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Chỉ thấy ngọc thạch chợt lóe lên, người có ánh mắt âm trầm kia phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình đổ xuống bên ngoài tổ trạch, run lên một cái lập tức bỏ mình. Đồng bọn của hắn ở giữa không trung muốn xông vào nhìn, ngẩn người giây lát không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong tổ trạch kia có một cỗ khí tức căn bản là mình không thể kháng cự. Chỉ có điều, hắn chưa chạy được bao xa, liền đồng dạng ở dưới ngọc thạch kia lóe lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất bỏ mình. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cho ba người trong tổ trạch lập tức giật mình kinh hãi. Truyền thuyết là sự thật, nam tử thì thào tự nói. Trong ngọc giản năm đó Vương Lâm lưu lại có một tia cực cảnh. Với tu vi lúc đó của hắn, một tia cực cảnh này tu sĩ Nguyên Anh kỳ gặp phải tất vong mạng. Lúc này, trong biên giới Triệu Quốc dưới chân núi Hàng Nhạc, bên ngoài Thiên Đạo Tông, tuyệt đại bộ phận tu chân giả của Triệu Quốc đều tụ tập lại đây. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ căm giận, nhìn về phương xa. Trên không trung ở trong tầm mắt của bọn họ chỉ có một người. Người này toàn thân hơn một nửa đều vẽ đầy phù văn. Hắn đứng ở nơi đó liền có một cỗ khí tức cường đại bao phủ bốn phía. Cái tu chân quốc này của các ngươi không ngờ lại có hứng thú như vậy, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ ở nơi đây có pháp bảo gì có thể cải tử hoàn sinh cho các ngươi? Thanh âm khàn khàn từ trong miệng người kia truyền ra. Một hắc bào lão giả tóc trắng xóa từ ngọn núi Thiên Đạo Tông bay ra. Lão nhìn chằm chằm người của tiên di tộc kia, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, trong miệng bình thản nói: "Ngươi có thể thử một lần." Người nọ cười ha hả, ánh mắt chợt lóe, khí tức toàn thân điên cuồng tràn ra. Phù văn trên thân thể hắn lập tức giống như sống dậy, toàn bộ run rẩy. Cuối cùng rời khỏi thân thể hình thành một con phù long bay múa xung quanh thân thể hắn. "Có ý tứ, lão phu vốn không phải chuyên môn đối phó những tu sĩ cấp thấp các ngươi, chỉ là đi ngang qua mà thôi." "Tuy nhiên ngươi đã nói như vậy, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc có pháp bảo gì có thể khiến các ngươi không sợ hãi." Ánh mắt hắn lộ ra một tia khinh miệt, lấy thân phận lục diệp thuật chú sư của hắn ở trên chu tước tinh này. Chỉ cần không gặp phải một ít tu sĩ hóa thần hậu kỳ, hắn liền không có địch thủ. Hơn nữa, hắn không cho rằng ở trong tam cấp tu chân quốc này sẽ có tu sĩ hóa thần kỳ tồn tại. Dưới một bước, thân thể hắn hướng về phái Thiên Đạo Tông bước tới. Phù long xoay quanh thân thể hắn lập tức truyền ra từng trận tiếng gầm thét, từ bên ngoài thân thể hắn bay nhanh về phía Thiên Đạo Tông. Phù long nhanh như tia chớp phá không tiến đến. Trên dưới Thiên Đạo Tông tụ tập tất cả tu sĩ của Triệu Quốc, một đám ngừng thở, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Từ 200 năm trước Triệu Quốc đã có tin đồn, một người của Triệu Quốc ở Thiên Đạo Tông hóa thần lưu lại một tượng gỗ coi như vật truyền thừa. Người có thể đạt được vật ấy liền trở thành trực hệ đệ tử của người này. Nơi cất giữ vật ấy có thần thức của người này thủ hộ, nếu người vô duyên sẽ không thể mở ra. Nhưng khi Triệu Quốc gặp phải tai ương diệt tộc thì vật ấy có thể phát huy uy lực cường đại. Trong nháy mắt phù long kia bay đến, đột nhiên toàn bộ Hàng Nhạc Sơn rung động mãnh liệt. Trong tiếng ầm ầm, một tượng gỗ từ trên đỉnh núi bay lên. Trong chốc lát khi tượng gỗ này xuất hiện, phù long đang bay đến tấn công lập tức run lên. Nam tử tiên di tộc hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thì ra còn có một tia ý cảnh pháp bảo của tu sĩ hóa thần kỳ lưu lại. Chỉ là tu vi của tu sĩ hóa thần kỳ này quá thấp rồi. Cho dù hắn đích thân tới đây, lão phu cũng có thể khiến hắn táng mạng tại đây, huống chi là một cái pháp bảo. Lão giả kia chậm rãi nói, ánh sáng kỳ dị trong mắt tan đi, lại lộ ra vẻ khinh miệt. Hắn nói xong, tay phải điểm một cái ở phía trước. Lập tức mấy con phù long rít gào, nhanh chóng lao về phía địa phương kia, mang theo từng trận tiếng xé gió. Tu sĩ của Triệu Quốc tụ tập ở đây đều ngẩng đầu, nhìn tượng gỗ không chớp mắt. Tượng gỗ này ở trong mắt bọn họ là nơi đặt hy vọng của bọn họ, là vật chí tôn của Triệu Quốc. Chỉ thấy tượng gỗ kia chấn động rất nhỏ, lóe ra ánh sáng sáng ngời. Ngay sau đó, một quầng sáng từ trên thân nó đột nhiên khuếch tán ra, va chạm với những con phù long kia. Vài tiếng nổ truyền đến, phù long phía trên giống như bị cuồng phong thổi qua. Những phù văn này lập tức chớp động không ngừng, cuối cùng đại lượng phù văn ảm đạm. Mấy con phù long lập tức có hơn nửa biến mất giữa trời đất. Phù long còn lại chỉnh thể cũng rút nhỏ rất nhiều. Tu sĩ của Triệu Quốc thấy một màn như vậy, lập tức trong mắt đều lộ vẻ hưng phấn. Ồ,
vật này cũng có chút thú vị, hủy thật đáng tiếc. Người tiên di tộc kia ánh mắt chợt lóe, liếc mắt nhìn tượng gỗ kia một cái, không nói hai lời tay phải ở trước người vuốt một cái. Lập tức trong hư không huyễn hóa ra một đám phù văn tản ra khí tức tang thương. Những phù văn này xoay quanh thân thể hắn, người này thân mình khẽ động bước về phía trước. Tượng gỗ lại lóe ra sóng gợn khuếch tán ra không trung, đụng tới phù văn bên ngoài thân thể người này. Lập tức rung động kịch liệt, không thể chống cự cuối cùng tiêu tan. Dưới một bước người tiên di tộc kia đã vượt qua khoảng cách, đi tới bên cạnh tượng gỗ trên đỉnh Hàng Nhạc Sơn. Đại thủ chụp một cái về phía tượng gỗ. Hào quang trên tượng gỗ lập tức chói mắt, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Nhưng trong mắt người tiên di tộc này, vẻ khinh miệt thủy chung không mất. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đại thủ lập tức đặt phía trên tượng gỗ. Cho dù là chủ tử của ngươi đích thân đến, lão phu cũng nói thu liền thu như thường. Dưới một chảo nam tử kia đã cầm tượng gỗ trong tay, sau khi nhìn thoáng qua, cười nói: "Đích thật là bảo bối, nếu ngày sau có cơ hội, lão phu muốn nhìn một chút tiểu bối đã lưu lại tượng gỗ kia." Trên dưới Hàng Nhạc Sơn Thiên Đạo Tông một mảnh vắng lặng. Tất cả tu sĩ đều trầm mặc không nói, tượng trưng trong lòng bọn họ cứ như vậy bị người hủy diệt. Mặt lộ của Triệu Quốc dường như không thể thay đổi. "Xem phân lượng của vật này, lão phu không làm khó các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi trở thành nước phụ thuộc của tiên di tộc ta. So với cuộc sống dưới trướng Chu Tước Quốc chắc chắn tốt hơn không ít." Người tiên di tộc kia trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm, chậm rãi nói: "Tượng gỗ của ta không phải là vật có thể lấy." Một thanh âm bình thản từ trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Người tiên di tộc kia vội xoay người nhìn về phía sau. Hắn nội tâm kinh hãi, với tu vi của hắn, không ngờ có người tới gần người cũng không phát hiện, lập tức lâm vào kinh hãi. Hai người từ trong hư không xuất hiện chính là Vương Lâm và Vương Trác. Trong nháy mắt hai người bọn hắn xuất hiện, tu sĩ Triệu Quốc ở trên dưới Thiên Đạo Tông lập tức có người nhận ra bộ dạng của Vương Lâm. "Thủy Tổ!" Một tiếng hô hoán mang theo hưng phấn vang lên từ trong miệng tuyệt đại bộ phận tu sĩ truyền ra, thanh âm này thật lớn. Trong nháy mắt giữa trời đất dường như chỉ còn lại thanh âm này. "Thủy Tổ!" Vương Lâm mỉm cười, hơi gật đầu. Tiếng hô hoán lập tức càng lên cao. Người tiên di tộc kia sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ khinh miệt trong mắt đã sớm biến mất, thay vào đó chỉ còn lại kiêng kỵ thật sâu. "Các hạ!" Hắn mở miệng đang muốn nói chuyện, lập tức bị Vương Lâm cắt ngang. "Đem tượng gỗ của ta, cho ta." Thanh âm của Vương Lâm mặc dù bình thản, nhưng lại có cỗ khí tức không cho phép nghi ngờ. Người tiên di tộc sắc mặt âm trầm, hắn có chút nhìn không thấu tu vi của đối phương. Người này vừa nhìn xem giống như hóa thần hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng nhìn kỹ, trong cơ thể đối phương không ngờ ẩn giấu một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng kỳ dị này hắn từ miệng trưởng bối trong tộc nghe nói qua, đó là tiêu chí của tu sĩ anh biến kỳ. Trầm mặc giây lát, hắn không nói hai lời tay phải phất, tượng gỗ lập tức vẫy ra bay về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt Vương Lâm vươn tay bắt lấy tượng gỗ, người này ánh mắt phát lạnh, quá to. "Phù bạo." Trong khoảnh khắc trên tượng gỗ, lập tức thoáng hiện ra đại lượng phù văn. Những phù văn này phát ra u quang, âm âm nổ ra, hình thành một đạo tấn công đặc biệt mạnh mẽ. Vương Lâm thần sắc như thường, tay phải điểm một cái về phía trước. Lập tức những phù văn bùng nổ này bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Trong nháy mắt bị giam cầm giữa không trung, nén ép trở thành một hình cầu bằng nắm tay. Trong hình cầu này mây khói lượn lờ, bao hàm lực công kích của tất cả những phù văn tự bạo sinh ra. Người của tiên di tộc sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới, công kích của mình không ngờ bị đối phương hóa giải dễ dàng như thế. "Anh biến." Hắn chua xót thì thào tự nói, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ với thực lực của mình, đối diện với tu sĩ anh biến kỳ, tuyệt đối không có phần thắng, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Xui xẻo, thủy tổ của một cái tam cấp tu chân quốc, không ngờ là lão quái anh biến kỳ. Loại chuyện xui xẻo như vậy làm sao khiến ta gặp phải? Người tiên di tộc kia nội tâm chua xót. Hắn đang muốn chạy trốn, đột nhiên trời đất tối sầm lại. Chỉ nghe một tiếng rắc rắc, một khe nứt không gian cự đại. Như có thể cắt ngang hư không đột nhiên xuất hiện ở phía sau chỗ người này lui lại. Người tiên di tộc này kinh hãi, thân mình không khỏi dừng lại. "Ta cho ngươi đi rồi sao?" Vương Lâm ánh mắt bình thản quét qua người này, tay phải chụp lấy tượng gỗ, lưu lại trên đó thần thức mới của mình. Sau đó ném một cái, tượng gỗ này bay về phía xa, chìm vào trong Hàng Nhạc Sơn. "Các hạ, dựa theo ước định giữa chúng ta, tam cấp tu chân quốc các ngươi Chu Tước quốc sẽ buông tha, đổi lấy chúng ta tạm hoãn công kích tứ cấp tu chân quốc. Chẳng lẽ ngươi muốn bội ước phải không?" Người tiên di tộc kia sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói. Vương Lâm nhướng mày, nói: "Ai ước định với các ngươi? Chu Tước tử sao?" Người tiên di tộc kia ngẩn người, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói: "Các hạ nếu là tu sĩ anh biến kỳ, chắc hẳn biết Kiền Phong. Ước định này là Kiền Phong đại biểu Chu Tước tử và thiếu tộc trưởng của ta cùng ký kết." "Kiền Phong?" Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, tên này hắn nghe qua hai lần. Một lần là nghe từ miệng Liễu Mi, một lần chính là hiện tại. "Vớ vẩn." Vương Lâm lạnh giọng nói, tay phải nâng lên, điểm lên trên quang cầu giam cầm phù văn bạo tạc.
Lập tức quang cầu kia chấn động, đột nhiên khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn về phía người tiên di tộc. Nam tử tiên di tộc kia sắc mặt đại biến, hai tay vỗ lên trán. Lập tức phía trên mi tâm lóe ra ánh sáng xanh. Ngay sau đó một gốc thực vật có 6 lá lập tức xuất hiện, đột nhiên từ trong mi tâm lao ra, va chạm với quang cầu kia. Người tiên di tộc thân hình bạo lui, miệng phun máu tươi. Nhưng thực vật phía trên mi tâm hắn lại vẫn không tổn thương. Ngược lại thanh mang càng đậm, chỉ có điều người này không muốn ham chiến. Trong khi lui lại phía sau, tay phải ở trước người xoa một cái, lập tức trong tay xuất hiện một mộc côn màu tím. Trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng, hắn nhảy lên xông vào trong gợn sóng kia. Mộc côn màu tím kia chính là cành của luân hồi thụ. Sau khi lấy bí pháp của tiên di tộc bảo chế, có thể kết nối với luân hồi tổ thụ, tiến hành truyền tống na di trên phạm vi lớn trong toàn bộ Chu Tước Tinh. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không chút hoang mang nâng tay phải lên, trong miệng nhẹ nói. Lấy trăm trượng xung quanh người tiên di tộc kia làm điểm trung tâm, một lượng mây lớn ảo ạt kéo đến, hình thành một quang quyển cự đại. Quang quyển này nhanh chóng nén lại, trong nháy mắt chỉ còn 3 trượng. Vương Lâm thủy chúng thần sắc như thường, cười nói. Người của tiên di tộc, Vương Mỗ giết còn ít sao? Phù chú chi lực, ngươi nói chính là cái này. Vương Lâm tay phải điểm một cái ở trước ngực, lập tức ở phía sau hắn xuất hiện 5 đoàn khí xám. Khí xám này chớp động, hóa thành 5 cái phù văn màu xám, không ngừng chớp động. Ở Nguyệt Tinh khi anh biến, Vương Lâm phát hiện ở trong cơ thể không biết khi nào xuất hiện 5 cỗ khí xám này. Bình thường ẩn trong huyệt đạo toàn thân, nó đối với thân thể chẳng những không có hại, ngược lại mơ hồ có thể khiến linh lực lưu động càng thêm trôi chảy. Người tiên di tộc kia nhìn chằm chằm 5 đoàn khí xám, sắc mặt tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận được, ở trên khí xám này có khí tức của thuật chú sư Lục Diệp, rõ ràng là do người trước mắt giết chết. Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn qua người này, tay phải cách khâu trục một cái, lập tức quang quyển kia co rút lại trong phạm vi lớn. Người tiên di tộc kia kêu rên mấy tiếng, trong quang quyển toàn bộ thực vật Lục Diệp kia đều tan vỡ. Cuối cùng, theo quang quyển nhanh chóng co rút lại, người này lập tức bị đè ép thành một đoàn huyết nhục. Quang quyển tan biến, huyết nhục vỡ vụn, tiêu tán ở trong một mảnh huyết vụ. Lấy thực lực hiện tại của Vương Lâm, giết người này không tốn chút hơi sức, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không cần sử dụng. Dù sao, hắn không giống với tu sĩ hóa thần kỳ, ý cảnh đã có tiên lực. Hắn lúc này đã bước một chân vào anh biến kỳ, chỉ cần đầy đủ tiên ngọc, bất cứ lúc nào cũng có thể anh biến. Chẳng qua, số lượng tiên ngọc thật sự quá mức ít ỏi. Vương Lâm nhìn chỗ người tiên di tộc kia chết, mắt lộ vẻ trầm ngâm. Chu Tước Tử không ngờ lại có hiệp nghị với tiên di tộc. Việc này có chút kỳ dị, còn có Kiền Phong kia. Vương Lâm ánh mắt lóe lên. Tất cả tu sĩ trên dưới trong Thiên Đạo Tông nội tâm lúc này vô cùng kích động, đều dùng ánh mắt khác thường ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm. Vị lão giả tóc trắng trong Thiên Đạo Tông kia, lúc này đi ra khỏi đám người, cúi đầu thật sâu với Vương Lâm, cung kính nói: "Vãn bối Thiên Đạo Tông Trần Phong Khiếu, tham kiến thủy tổ." "Tham kiến sư tổ." Lão giả kia vừa dứt lời, lập tức tất cả tu sĩ của Triệu Quốc đồng thời cùng cung kính nói, thanh âm này thật lớn, truyền ra xa xa. "Ta không phải thủy tổ của các ngươi." Vương Lâm lắc đầu nói. Lão giả hít sâu, cung kính nói: "Lão nhân gia, người chính là thủy tổ của tất cả người tu chân Triệu Quốc. Điểm này, 200 năm trước khi người ở Thiên Đạo Tông hóa thần thì đã tồn tại, còn xin thủy tổ không nên chối từ." Vương Lâm than nhẹ, nhìn thoáng qua mặt đất của Triệu Quốc. Nơi này là nơi hắn sinh ra lớn lên, trong nháy mắt 500 năm trôi qua. Trong năm tháng trôi qua có đôi khi hắn nhớ lại chuyện xưa, nội tâm có loại cảm giác như nằm mơ. "Thủy tổ đại nhân, nếu không vội vàng xin ở Thiên Đạo Tông nghỉ ngơi mấy ngày, để bọn vãn bối thể hiện chút lòng thành." Vẻ cuồng nhiệt sùng kính trong mắt lão giả cực đậm. Vương Lâm hơi trầm ngâm. Lúc này, Vương Trác ở một bên than nhẹ, nói: "Vương Lâm, ở lại Triệu Quốc mấy ngày đi, ngươi không muốn đi xem hậu nhân của tứ thúc hiện nay sao?" Lão giả ngẩn người, đánh giá Vương Trác vài lần. Vương Trác là thiên tư đệ tử trong Thiên Đạo Tông, hắn tự nhiên nhận ra. Nhưng lời nói lúc này của đối phương lại có chút kỳ dị. Lão giả vừa nhìn lập tức phát hiện chỗ không thích hợp, Vương Trác này mặc dù bộ dáng không có gì khác thường, nhưng trong hai mắt lại không còn chút cảm giác của đệ tử Thiên Đạo Tông mà có một vẻ tang thương. Vương Trác hướng về phía lão giả cười cười, ở bên tai truyền âm mấy câu. Lão giả kia sau khi nghe xong thân mình đột nhiên run lên. Với vẻ mặt không dám tin nhìn Vương Lâm, cuối cùng nội tâm xác định. Vương Lâm theo như lời truyền âm của Vương Trác nhất định không thể là giả, vì thế cười khổ, cung kính nói: "Tham kiến sư tổ. Trần Phong Khiếu, ngươi là đệ tử năm đó ta tự mình đưa đến Thiên Đạo Tông. Ngươi năm đó vẫn còn là một thiếu niên, thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy. Thế sự tang thương." Vương Trác than nhẹ. Trần Phong Khiếu gật đầu cười khổ, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm vẫn có chút hoảng hốt. Vương Lâm ở lại Thiên Đạo Tông. Tu sĩ của Triệu Quốc, ngoại trừ một số thủ lĩnh của tông phái còn lại đều tản ra trở về tông phái của mình. Ở Thiên Đạo Tông, Vương Lâm vì tất cả tu sĩ kết đan kỳ của Triệu Quốc giảng đạo một lần. Với cảm ngộ của hắn, lưu lại một hư ảnh của đạo cho tất cả tu sĩ kết đan kỳ, khiến cho khả năng kết anh của bọn họ tăng lên vô hạn.
Đồng dạng, đối với mấy người tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Vương Lâm cũng không chút keo kiệt, đem kinh nghiệm hóa thần chỉ điểm cho bọn họ. Do đó khiến cho bọn họ đối với hóa thần không còn mê man mà đã thấy rõ đường lối. 3 ngày sau, Vương Lâm và Vương Trác ly khai Thiên Đạo Tông. Trước khi đi, hắn vì Thiên Đạo Tông bố trí một trận pháp cường đại. Dưới trận pháp này có thể ngăn cản tất cả tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ có tu vi anh biến kỳ mới có thể phá giải. Đối với một tam cấp tu chân quốc mà nói, loại trận pháp này có thể nói là có 102. Nói rõ hơn, chỉ có tông phái của ngũ cấp tu chân quốc mới xuất hiện hộ sơn chi trận mạnh hơn so với trận pháp này. Vì Triệu Quốc làm một việc cuối cùng, trong lòng Vương Lâm đối với nơi mình sinh ra lớn lên đã không còn chấp nhất. Vương Lâm đi kinh đô một chuyến, yên lặng nhìn qua hậu nhân của Vương gia. Sau đó ở trong tổ trạch ngày xưa, bọn họ thấy được 3 người nhà Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đáng yêu khiến hắn tới Đại Ngưu và Chu Như khi bé có chút cảm khái. Vương Trác thu nhận Ngọc Nhi, truyền cho nó thuật tu tiên. Vương Lâm đi lên, lấy cực cảnh ngọc giản trong tổ trạch ra, cho vào một đạo thần thức. Vương Trác không quay về Thiên Đạo Tông mà ở lại Vương gia. 200 năm trước, hắn được Vương Lâm dùng thần thông chi thuật đánh vào trong cơ thể một phụ nữ có thai của Vương gia. Kiếp trước kiếp này cũng đều sinh ra ở Vương gia, cảm tình tự nhiên hơn xa Vương Lâm. Hắn chuẩn bị dùng cả cuộc đời này để thủ hộ hậu nhân của Vương gia. Việc của Triệu Quốc đến đây kết thúc. Tuy nhiên trong lòng Vương Lâm còn có một đạo tạp niệm, đó chính là Hằng Nhạc phái ngày xưa. Phái này dù sao cũng là chiếc nôi để hắn bước vào tu tiên trong cuộc đời này. Trước khi rời khỏi Triệu Quốc, Vương Lâm chuẩn bị tìm hiểu một lần. Thần thức của hắn đảo qua, tất cả động phủ trong các dãy núi to nhỏ trên lãnh thổ Triệu Quốc đều xuất hiện trong đầu. Thân hình hắn khẽ động liền biến mất tại chỗ. Căn cứ trí nhớ, ở một chỗ trong Triệu Quốc được gọi là Tượng Xà Sơn, xuất hiện bóng dáng của Vương Lâm. Với ánh mắt phức tạp, Vương Lâm nhìn khắp bốn phía. Ở trong này có một trận pháp, hắn vung tay lên, cũng không phá giải trận pháp này mà trực tiếp xuyên qua, tiến vào bên trong Tượng Xà Sơn. Ở trong này có một động phủ rất lớn. Vương Lâm tiến vào trong động phủ, đập vào tầm mắt là một mảnh tro bụi. Nơi đây đã rất lâu không có người ở. Chỉ thấy trong đại sảnh của động phủ, trên một khối ngọc thạch lớn có khắc 3 chữ đầy tang thương. Hằng Nhạc phái. Vương Lâm nhẹ than, tiến lên lau đi cho bụi trên ngọc thạch này, nhìn về phía vật này trầm mặc hồi lâu. Lát sau, thần thức Vương Lâm đảo qua, thân mình đi về phía một thạch thất. Phá vỡ cấm chế ở cửa của thạch thất, bày ra trước mắt hắn là một hàng giá, mặt trên đặt một ít ngọc giản tản ra u quang mỏng manh. Bên trong một góc còn có một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này ở trạng thái khoanh chân, trên đó không có vết nứt, càng không có vết thương khi còn sống lưu lại, rõ ràng là hết thọ nguyên chết giả. Ngón trỏ tay phải của hài cốt này điểm trên mặt đất. Vương Lâm tiến lên, dọn sạch bụi bặm trên mặt đất, nhìn thấy một hàng chữ. Hằng Nhạc phái, ta chết đi, thẹn với tổ tiên. Thẹn với tổ tiên. Vương Lâm trầm mặc, lui lại phía sau mấy bước. Cung kính cúi đầu với hài cốt, hạ giọng nói. Đệ tử Vương Lâm, tham kiến tiền bối. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm xoay người đi về phía những khối ngọc giản kia. Cầm lên từng cái, dùng thần thức tham nhập. Cuối cùng, ở trên một khối ngọc giản trong đó, bước chân hắn dừng lại. Lão phu thiên tư ngu dốt, tu tiên không đủ. Cuộc đời này chỉ riêng đối với kiếm có mang ý niệm kỳ dị, giống như cả đời vì kiếm mà sống. Nhưng lại không biết vì sao, hễ thần thức tiếp xúc với kiếm sau một nhịp thở nhất định sẽ vỡ vụn, không có ngoại lệ. Một từ phế nhân chính là nói lão phu, không thể lấy thần thức khống chế kiếm thì không thể dùng kiếm chiến đấu, thẹn với ân sư. Sau 80 tuổi, lão phu chợt có một giấc mộng. Trong mộng ta là một kiếm hồn, quét ngang thiên địa cửu châu, xem như kiếm trung tôn sư. Sau khi tỉnh lại, kiếm ở trong mộng cứ quanh quẩn trong đầu lão phu. Thật lâu không tiêu tan, giống như nó chính là mục tiêu cả đời của lão phu. Đây chính là kiếp trước của lão phu. Ta dứt khoát từ bỏ việc tấn công trúc cơ, chuyển sang đúc kiếm. Ta muốn đúc ra thanh kiếm kia. Ý nghĩ này rất nặng, nặng đến mức lão phu giống như nhập ma không còn là chính mình. Tất cả tâm thần đều đặt trên này, ta nhất định phải đúc ra thanh kiếm trong mộng kia. Trải qua 10 năm, trong thời gian này, lão phu thậm chí không quản uốn gối cầu kỳ, thạch dị thiết trong thiên hạ. Thu thập vô số vật đúc kiếm, thành công đúc ra rất nhiều thanh, nhưng cũng không có cảm giác như trong mộng, toàn bộ bị lão phu chính tay hủy diệt. Một năm ấy, Hằng Nhạc phái gặp phải đại kiếp nạn, cường địch đột kích, diệt môn sắp tới. Cuộc đời này của lão phu, sinh ở Hằng Nhạc, tử, tự nhiên cũng phải chết ở Hằng Nhạc. Đang lúc lâm nguy, lão phu khai lò đúc một lần cuối cùng, thời gian có hạn. Lúc này, lão phu không dùng thời gian đi tìm kỳ vật, đơn thuần lấy sắt thường luyện chế, rất nhanh đã đúc ra một thanh đại kiếm. Trong cõi u minh tự có thiên ý, kiếm này xuất lô, lão phu đột nhiên tâm có cảm giác, đem vật bằng vàng hòa tan, quét lên trên kiếm này. Lập tức kim quang lấp lánh nhìn kiếm này, cảm giác trong mộng của lão phu đột nhiên giáng lâm. Thân thể giống như không thể khống chế, cầm lấy kiếm này, ở trong một khắc đó, ta giống như về tới trong mộng, trở thành kiếm trung chi hồn kia. Chính là loại cảm giác này, ta ban cho kiếm này cái tên Cự Phú. Tên này mặc dù tục, nhưng lại là suy nghĩ trong lòng ta.
Cầm kiếm này, toàn bộ tâm thần lão phu giống như hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong kiếm, lao ra khỏi nơi đúc, giải đại kiếp nạn của Hằng Nhạc phái ta. Sau đó, lão phu mỉm cười mà chết, lưu lại một đạo kiếm quyết để trong cự phú. Hy vọng đệ tử đời sau hữu duyên đối xử tử tế với kiếm này. Vương Lâm buông ngọc giản, nhắm lại hai mắt, nội tâm không ngừng chấn động. Hắn sở dĩ đến chỗ này, mục đích mặc dù là xem một chút Hằng Nhạc phái ngày xưa, nhưng mục đích tìm cự phú cũng là một trong số đó. Kiếp trước kiếm hồn, cự phú này cùng tiên kia giống hệt nhau. Chẳng lẽ trong hồn phách của vị tiền bối này ẩn chứa một tia kiếm hồn của kiếm tiên bị đánh tan nát năm xưa? Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt chớp động. Nửa tháng sau, Vương Lâm cau mày từ trong khe nứt không gian đi ra. Hắn không thu hoạch được gì. Kiếm này sợ là đã vỡ nát, phải nhanh một chút trở lại luyện hồn tông, tìm kiếm đại lượng tiên ngọc, tiến hành anh biến. Thân ảnh Vương Lâm lóe lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một cổ truyền tống trận, sau khi mở ra liền biến mất ở Triệu Quốc. Phía Tây Chu Tước Tinh, trong một tứ cấp tu chân quốc. Nơi đây đã bị tiên di tộc chiếm cứ, tu sĩ trong nước phụ thuộc vào tiên di tộc. Lúc này, một người đứng bên ngoài biên giới, người này đầu đội mũ rơm, toàn thân bao phủ trong kim quang. Vương Lâm, ngươi rốt cuộc đã trở lại, một khắc khi ngươi trở lại Chu Tước Tinh, tiền bối đã biết được. Hy vọng ngươi đừng làm người thất vọng. Người này vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Ngươi đã giúp Chu Mỗ giết Lý Nguyên Phong, phong ấn Tuyết Vực Quốc. Chu Vũ Thái ta coi như báo đáp, đưa cho ngươi vật ấy. Phương diện này là Chu Mỗ lấy sinh tử để trả giá, cảm ngộ ra ý cảnh của Liễu Mi. Hy vọng ngươi có thể giống như dự liệu của tiền bối, cắn nuốt đạo tâm của Liễu Mi này, thành tựu Chu Tước chi thế. Thân mình hắn bước một bước liền biến mất. Bì Lô Quốc phía Bắc Đại Lục Chu Tước, trong một cổ truyền tống trận, ở giữa có một vòng ánh sáng bay lên, thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện. Hắn đi ra truyền tống trận, thân mình hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Luyện Hồn Tông. Trên đường đi, thần thức của Vương Lâm tản ra, nhìn thấy tu sĩ không ít, nhưng tất cả sắc mặt đều khó coi, ẩn hiện ưu sầu đi lại vội vã. Thường thường người quen biết nhau, thần thức gặp đến cũng chỉ là chào hỏi qua rồi lập tức tản ra. Trong khi Vương Lâm phi hành, đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy phía xa có hơn 10 tu sĩ liên hợp lại. Thần thức của bọn họ lấy một loại phương pháp kỳ dị hợp lại, chậm rãi quét ngang qua. Trong mười mấy tu sĩ này, có 3 người hóa thần kỳ, còn lại là nguyên anh kỳ. Bọn họ cũng không phải nhằm vào một người nào đó, mà mỗi một tu sĩ đều bị tra xét một lượt. Khi quét về phía Vương Lâm, Vương Lâm không có thời gian dây dưa với bọn họ, chân bước về phía trước một bước. Cả người lập tức biến mất tại chỗ, biến mất vô ảnh giữa thần thức liên hợp của hơn 10 người kia. Hơn 10 người này không phát hiện điều gì khác thường, tiếp tục tra xét. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, không lâu sau đã đi tới bên ngoài sơn môn Luyện Hồn Tông. Hộ sơn đại trận của Luyện Hồn Tông đã mở ra, hình thành một đạo hồn vụ màu đen. Từ xa nhìn lại, trong này giống như có vô số oan hồn dã quỷ. Từng trận kêu khóc thảm thiết từ trong hồn vụ màu đen kia truyền ra, giống như u minh chi cảnh, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Tu sĩ của Bỉ Lô Quốc không ai nguyện ý đến gần nơi này, bình thường đều đi đường vòng qua. Vương Lâm nhìn đến hộ sơn đại trận của Luyện Hồn Tông, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chứng minh trong này không có vấn đề gì. Hai tay hắn bắt quyết, tỏa thần chi thuật lập tức vận chuyển. Sau đó, hắn há mồm phun một cái, lập tức một đạo hắc mang từ trong miệng bay ra, ở phía trước hóa thành một cây tôn hồn phiên dài 3 trượng. Tiến. Tay phải Vương Lâm điểm một cái về phía trước, tôn hồn phiên lập tức không gió mà bay. Lá cờ thật lớn bay múa, thoáng cái bao phủ thân thể Vương Lâm, cuốn hắn tiến vào hộ sơn đại trận phát ra hồn vụ màu đen kia. Chỉ thấy khi tôn hồn phiên tiến vào hắc vụ này đều giặt về hai bên, vì Vương Lâm mở ra một con đường. Tôn hồn phiên tốc độ cực nhanh, nhoáng lên một cái đã biến mất sâu trong hắc vụ. Lúc này, hộ sơn đại trận sinh ra hồn vụ lại khôi phục bình thường. Con đường nhỏ bị mở ra kia, lập tức bị vũ khí hai bên tràn tới cắn nuốt. Bên trong Luyện Hồn Tông cũng không có nhiều thay đổi so với năm đó khi hắn rời đi. Chẳng qua môn hạ đệ tử trong này càng lộ rõ vẻ điêu linh, không bằng 1/10 năm đó. Từ xa nhìn lại, 9 kim hoàn lúc này chỉ còn lại 3 cái. Ngươi đã trở lại. Một thanh âm tang thương ở trong hư không chậm rãi truyền đến. Chỉ thấy một đạo huyết hoàn xuất hiện ở trước người Vương Lâm, Độn Thiên đi ra. Độn Thiên so với năm đó càng lộ vẻ già nua, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tử khí nồng đậm. Cả người thoạt nhìn cùng trước kia khác biệt như trời với đất. Tiền bối người, Vương Lâm hai mắt sững lại, cẩn thận nhìn Độn Thiên vài lần, thầm than một tiếng. Hắn nhìn ra thọ nguyên của Độn Thiên đã như ngọn đèn hết dầu. Ngươi đã nhìn ra? Không sao, lão phu vẫn còn có mấy năm thọ mệnh, sẽ không dễ dàng chết được. Độn Thiên cười ha hả, dưới tiếng cười này dường như tử khí trên người cũng bị tách ra không ít. Không tồi, tu sĩ của ngươi mấy năm nay đề cao không ít, không ngờ đã tới cảnh giới luyện tiên hóa khí, ngưng cốt thốn nhục. Nếu có đại lượng tiên ngọc, ngươi đạt tới anh biến kỳ chỉ trong nay mai. Độn Thiên cẩn thận nhìn Vương Lâm, nội tâm có chút khiếp sợ, hai mắt sáng ngời. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói: "Tiền bối, nơi này có thể có tiên ngọc không?" Độn Thiên ngẩng đầu nhìn trời, cười ha hả, nói: "Cái tên Tằng Ngưu ngươi khá lắm, trở lại Luyện Hồn Tông chính là vì tiên ngọc."
Ta thấy nếu ngươi không thiếu tiên ngọc sợ là cũng sẽ không quay về đây nữa. Vương Lâm khẽ lắc đầu, nói. Vì thập ức tôn hồn phiên, ta cũng sẽ trở về. Độn Thiên hai mắt chợt lóe, nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, cười nói. Tốt, thập ức tôn hồn phiên là của ngươi. Hồn phách của lão phu mấy năm sau cũng là của ngươi. Thậm chí trên dưới luyện hồn tông này cũng đều là của ngươi. Ngươi nếu không thích cũng có thể bỏ luyện hồn tông nơi đây. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lão phu làm như vậy đối với ngươi, ngươi nhất định phải hồi báo. Chuyện lão phu để ngươi hồi báo chính là bảo vệ tốt thập ức tôn hồn phiên, phiên này còn thì hương hỏa của luyện hồn tông ta bất diệt. Chu Tước Tinh nho nhỏ này không ngăn được bước chân của Tằng Ngưu ngươi. Ngày sau nếu ngươi rời khỏi nơi đây, nhất định phải tìm một nơi để hương hỏa của luyện hồn tông thịnh vượng và xây dựng cho luyện hồn tông ta tòa Thiên Thế Tháp 999 tầng. Hoàn thành đại nghiệp của luyện hồn tông ta, làm cho luyện hồn tông có thể đạt tới tiêu chuẩn của lục cấp tu chân. Tằng Ngưu, ngươi làm được không? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, việc trên thế gian này vốn không có cái gì là cho không. Muốn đạt được cái gì nhất định phải trả giá vài thứ. Lời nói của Độn Thiên về luyện hồn tông, nội tâm Vương Lâm rất là đồng cảm. Hắn trầm ngâm giây lát, gật đầu nói. Có thể. Độn Thiên cẩn thận nhìn Vương Lâm. Hồi lâu, trong lòng hắn than nhẹ, ngẩng đầu nhìn trời. Đáy lòng thầm nhủ, sư huynh, đệ đem hết thảy đều đặt trên thần toán của huynh rồi. Hy vọng huynh cuối cùng sẽ không thua trắng tay. Hắn hít một hơi thật sâu vung tay áo, nói. Đi theo ta. Nói xong, hắn đi trước dẫn đường, Vương Lâm theo sát phía sau. Thân ảnh hai người như điện, trong nháy mắt đã phóng qua ngọn núi đi tới hậu sơn luyện hồn tông. Ở chỗ này, tay phải Độn Thiên đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp phiêu đãng ở hư không. Lập tức, hiện ra một lốc xoáy như hắc động cự đại xuất hiện trong hư không, xung quanh lốc xoáy này kéo tới vô số tia chớp màu đen. Một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên khuếch tán ra. Nơi đây là cấm địa của luyện hồn tông ta, chỉ có người nắm giữ tòa thần thuật các đời mới có thể tiến vào trong này. Mang ngươi đến cũng không tính là vi phạm môn quy. Thân mình Độn Thiên nhoáng lên, tiến vào bên trong vòng xoáy. Vương Lâm có chút trầm ngâm, ngoài mặt như thường, nhưng nội tâm lại âm thầm cảnh giác, theo sát phía sau. Trong nháy mắt khi tiến vào vòng xoáy, Vương Lâm có một cảm giác giống như đang ở trong truyền tống trận. Trong nháy mắt trước mắt hoa lên, khi xuất hiện đã ở trong một động đá rất lớn. Trên mặt tường phía trước của động đá này, có hơn 30 cái linh bài tạo thành từ tiên ngọc. Trong này là linh bài các tu sĩ anh biến kỳ các đời của luyện hồn tông ta. Đến đây thì cũng khép lại tập 91 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.